Google công bố chính sách quảng cáo cho các quỹ ETF tiền điện tử. Gã khổng lồ công nghệ Google đã công bố một bản cập nhật quan trọng, sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 1 năm 2024 cho chính sách quảng cáo liên quan đến quỹ tín thác tiền điện tử, khi nhu cầu và sự phổ biến của các quỹ ETF tiền điện tử ngày càng tăng cao. Theo đó, bản cập nhật cho phép các nhà quản lý tài sản ở Hoa Kỳ quảng cáo các quỹ tín thác tiền điện tử nếu họ đáp ứng đủ các yêu cầu cụ thể để nhận được chứng nhận quảng cáo quỹ tín thác tiền điện tử từ Google. Quỹ tín thác tiền điện tử, theo định nghĩa của Google, là các sản phẩm tài chính cho phép các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu trong các quỹ tín thác nắm giữ các nhóm tiền kỹ thuật số phổ biến. Google khẳng định rằng bản sửa đổi chính sách này nhấn mạnh cam kết liên tục nhằm đảm bảo nhà quảng cáo tuân thủ luật pháp địa phương ở khu vực hoạt động của họ. Ngoài ra, nhà quảng cáo sẽ cần đảm bảo sản phẩm của họ đã trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi được phép quảng cáo trên Google. Trong thời gian gần đây, các quảng cáo liên quan đến tiền điện tử đã được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Với nhiều người nổi tiếng tham gia quảng bá cho sàn giao dịch này, hiện đang vướng vào một vụ kiện tập thể trị giá hàng tỷ đô la. Gã khổng lồ MNG đầu tư 20 triệu đô vào sàn phái sinh crypto được quản lý ở Anh. Gã khổng lồ đầu tư toàn cầu có trụ sở tại London, MNG Investments, đã quyết định đầu tư 20 triệu đô la vào Global Futures and Options Holding, định vị đây là địa điểm giao dịch được quản lý tập trung đầu tiên của cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh FCA cho các công cụ phái sinh tài sản tiền kỹ thuật số ở nước này. Cụ thể, trong vòng cấp vốn Series B gần đây, chiến lược crossover của MNG đã phân bổ vốn từ quỹ có lợi nhuận Prudential trị giá 162 triệu đô la cho Global Futures and Options Holding. Khoản đầu tư này nhấn mạnh cam kết của MNG trong việc thúc đẩy bối cảnh tài sản kỹ thuật số và đánh dấu bước phát triển đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức về các lựa chọn đầu tư đa dạng và được quản lý. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Anh đang tăng cường thực thi các quy định đối với tiền kỹ thuật số, phản ánh xu hướng toàn cầu hướng tới quản trị tiêu chuẩn hóa. Binance chính thức khởi động Launch Pool Fusionit. Binance đã chính thức công bố dự án thứ 40 vào Launch Pool của mình, mang tên Fusionit, với token gốc ACE được xây dựng trên mạng Endurance. Khi Launch Pool bắt đầu, người dùng sẽ có cơ hội staking BNB và FDUSD của họ vào các nhóm riêng biệt để nuôi token ACE trong khoảng thời gian 5 ngày, bắt đầu chính xác vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023, theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, Binance cũng có kế hoạch niêm yết token ACE vào ngày 18 tháng 12 năm 2023. Dự án Fusionit được giới thiệu là một tựa game Web3, được đầu tư bởi Binance Labs và hiện đang trong giai đoạn beta. Fusionit được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực game blockchain, tận dụng công nghệ Unity và SDRB, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đầy mới lạ. Kế hoạch ngừng tăng lãi suất của Fed sẽ kích hoạt đợt bùng nổ của Bitcoin. Một báo cáo gần đây từ ngân hàng đầu tư lớn thứ hai thế giới, Goldman Sachs, đã đưa ra dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong 2 năm tới, bắt đầu từ quý 3 năm 2024. Với ban đầu, Goldman Sachs dự đoán đợt ngừng tăng lãi suất đầu tiên của Fed sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2024, nhưng dự báo này đã được lùi sang quý 3 năm 2024, do lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Gã khổng lồ tài chính đặt kỳ vọng rằng hai lần cắt giảm của Fed sẽ đưa lãi suất lên 4,875% vào cuối năm 2024, thay vì dự báo trước đó là 5,13%. Sự thay đổi này diễn ra khi dữ liệu công bố ngày 8 tháng 12 cho thấy kết quả thị trường lao động Mỹ đang phát triển mạnh hơn mong đợi, sau khi báo cáo việc làm hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% từ mức 3,9% trong tháng 10. Được biết, Fed bắt đầu thắt chặt lãi suất vào tháng 3 năm 2022 trong bối cảnh lạm phát ngày càng gia tăng, nâng lãi suất từ mức thấp nhất là 0% lên 0,25%, với mức tăng gần đây nhất là vào tháng 7. Tuy nhiên, với việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào năm 2024 và sự kiện halving Bitcoin diễn ra vào tháng 4 năm 2024, cả hai đều có thể là chất xúc tác cho một đợt tăng giá đối với thị trường crypto sau đợt halving được mong đợi. Dòng tiền đổ vào các quỹ crypto có dấu hiệu hạ nhiệt. Lĩnh vực tiền điện tử tiếp tục chứng kiến dòng vốn vào hơn 43 triệu đô la trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ 11 liên tiếp với tổng cộng 1,8 tỷ đô la được rót vào thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền đổ vào trong tuần trước có dấu hiệu hạ nhiệt so với các tuần trước đó. Sự thống trị bền vững của BTC vẫn là tâm điểm quan trọng đối với các nhà đầu tư khi thu về 20 triệu đô la trong tuần qua. Đáng chú ý, có đến 8,6 triệu đô la được đổ vào short BTC. Trong khi đó,
ETH cũng đã đón nhận dòng vốn chảy vào tuần thứ 6 liên tiếp, với giá trị lên tới 10 triệu đô la, nâng tổng số vốn rót vào ETH trong 6 tuần qua lên 144 triệu đô la. Mặt khác, các altcoin lớn khác như Đồng Son và Avat tiếp tục đi lên ổn định, khi trở thành những lựa chọn yêu thích của giới đầu tư, thu hút dòng vốn vào lần lượt là 3 triệu đô la và 2 triệu đô la vào tuần trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zyptolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.